Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là những thông tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, đêm ngày hôm qua rạng sáng ngày hôm nay, trận lũ quét kinh hoàng từ thượng nguồn sông Hoàng Hà đổ về vùi lấp một căn cứ quân sự tỉnh An Huy, săn phẳng một sân bay, một bến cảng ở thành phố Thượng Hải. Ngoài ra, đêm hôm qua, sóng thần sấm sét còn xuất hiện đánh sập mạng lưới điện quốc gia của Trung Quốc, khiến cho rất nhiều tỉnh và thành phố lớn của nước này bị chìm trong bóng tối, làm cho tình trạng của Trung Quốc ngày thê thảm hơn bao giờ hết. Và theo thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật được từ Tòa báo Bưu điện Hoa Nam, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết thiên tai vẫn liên tục ầm ầm trút xuống đại lục, khiến cho cuộc sống của hơn 1 tỷ người dân Trung Quốc bị gián đoạn, chuỗi cung ứng dịch vụ bị đình trệ, nhiều thị trấn, thị tứ, màn lũ quét, bão tố đi qua bây giờ trở nên hoàn toàn và sơ sát. Nhiều quý khán giả cho rằng phải chăng ông Tập Cận Bình thường xuyên đem quân đội của Bắc Kinh tập trận ở Biển Đông thì đến lượt thiên nhiên đem mưa bão lũ lụt tập trận tại Trung Quốc. Không những thế, siêu bão số 4 xuất hiện lại tiếp tục bồi thêm mưa lớn ở vùng lũ lụt Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc vào ngày hôm qua đã nâng mức cảnh báo lên màu vàng, cấp cực kỳ nguy hiểm. Đây là cơn bão thứ tư trong năm của Trung Quốc. Nó đã mạnh lên thành siêu bão nhiệt đới siêu mạnh vào sáng nay với sức gió tối đa 228 km/h tại tâm bão. Trung tâm Khí tượng Quốc gia dự báo bão số 4 sẽ đi theo hướng Đông Bắc với tốc độ 10 km/h khi nó mạnh lên và sẽ di chuyển gần bán đảo Sơn Đông phía Đông Trung Quốc vào cuối tuần này. Bão số 4 được dự báo sẽ tấn công một số khu vực ven biển của các tỉnh và khu vực bao gồm Đài Loan, Chiết Giang. Trung tâm Khí tượng Quốc gia khuyến cáo người dân và các phương tiện tàu thuyền ở khu vực bị thiên tai và nơi tránh trú. Mưa chồng mưa, bão chồng bão, Trung Quốc đang hứng chịu nỗi đau hơn bao giờ hết khi mới có tháng 8 mà nước này đã và đang phải hứng chịu 4 cơn bão. Chắc chắn điều đó sẽ còn tiếp diễn vì mưa bão năm nay tại nước này mới chỉ thực sự bắt đầu vào tháng 8 tới tháng 10. Phải chăng ông trời đang muốn nghiêm trị Trung Quốc sau bao nhiêu tội ác mà nước này đã gây ra cho thế giới, đặc biệt là đất nước của Việt Nam chúng ta? Kính thưa quý vị, theo như Cục Thống kê Quốc gia, nhà nước Trung Quốc cho biết thiệt hại là vô cùng to lớn hơn cả một cuộc chiến tranh gây ra. Cơ quan này cho biết tính đến nay, sau gần 2 tháng mưa to, lũ quét, bão tố đã làm cho ít nhất 17.000 ngôi nhà bị vùi lấp, 80.000 căn nhà bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, hàng ngàn ô tô bị lũ cuốn trôi, 16 triệu người dân Trung Quốc sống trong cảnh màn trời chiếu đất, hơn 2 triệu người bị mất nhà cửa, nhiều khu du lịch nổi tiếng của Trung Quốc bị chìm trong biển nước lũ, 135.000 hecta hoa màu bị mất trắng, 24 con đê thuộc cánh sông Dương Tử, sông Hoàng Hà và sông Mekong bị vỡ, 3 con đập lớn nhỏ bị đánh sập, lưới điện quốc gia của Trung Quốc 4 lần bị gián đoạn, 4 sân bay, nhà ga, bến cảng bị phong tỏa, 533 con sông lớn bé đã vượt đỉnh lũ tới 3 mét, có nơi lên tới 4 mét. Cảnh báo đỏ liên tục được phát đi để người dân được biết và tổng thiệt hại lên tới 190 tỷ nhân dân tệ. Một con số được cho là quá đau thương cho phía Trung Quốc. Trong lịch sử, chưa một năm nào Trung Quốc lại gánh chịu nhiều tai ương và gió đến sớm như năm nay. Và người ta cho rằng đây chính là nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình vì những đường lối sai trái của ông ta gây ra cho thế giới. Thưa quý vị, Trung Quốc sáng ngày hôm nay tiếp tục đón nhận thêm một tin được cho là đen tối và tồi tệ khi vào 6 giờ sáng, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết nhiều tỉnh thành phía Tây, phía Nam, phía Bắc của Trung Quốc như Quảng Đông, Quảng Tây, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán, Tế Xương, Hồ Nam, An Huy, Giang Tây và nhiều khu vực khác sẽ tiếp tục đón nhận những cơn mưa to đến rất to từ nay cho đến hết tháng 10. Ngoài ra, Trung Quốc còn đón nhận 13 cơn bão lửa. Bởi vì hiện nay, hiện tượng El Nino biến đổi khí hậu đang xảy ra mạnh tại Trung Quốc đại lục vì môi trường sống bị ô nhiễm và nhà máy công nghiệp nhan nhản xả khói khắp nơi. Chưa hết, một điều tồi tệ nhất mà Trung Quốc đang phải đón nhận đó là con đập Tam Hiệp. Con đập được cho là mối quan tâm lớn nhất, nhiều nhất trong thời gian vừa qua. Khả năng cao nó sẽ bị vỡ vì hiện tại sức chứa tại hồ chứa con đập Tam Hiệp đã vượt mức chịu đựng tới 2 tỷ mét khối nước.
Đứng trước tình hình nguy hiểm, cấp bách trên, chính quyền ông Tập Cận Bình đang đứng ngồi không yên. Các cơ quan ban ngành của Trung Quốc từ trung ương đến địa phương hết sức chống đỡ mưa bão. Tuy nhiên, họ đã lực bất tòng tâm bởi một khi thiên nhiên, trời và đất ra tay trừng trị Trung Quốc thì Bắc Kinh chỉ có con đường chết chứ không bao giờ có chuyện sống sót. Và chúng ta cùng chờ xem con đập tam hiệp của phía Trung Quốc cuối cùng có bị vỡ hay là không thì điều này hồi sau chúng ta sẽ được rõ. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc hôm qua cho biết Tứ Xuyên là một trong những thành phố lớn của Bắc Kinh và hôm nay, thành phố này đã bị tả tơi vì mưa lũ, nước cuồn cuộn đổ về đập Tam Hiệp. Đứng trước tình hình bão tố mịt mờ, tờ báo của Trung Quốc cho biết những cơn mưa xối xả đang vùi dập tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây lũ lụt nghiêm trọng chưa từng có và lượng nước khổng lồ cuồn cuộn đổ về phía đập Tam Hiệp, khiến cho 11 cửa xả của con đập này sẽ hết công suất 24/24 giờ không kể ngày đêm. Theo tờ báo Trung Quốc cho biết, mưa lũ tấn công dữ dội nhất ở Trùng Khánh và phần lớn ở tỉnh Tứ Xuyên, dân nằm ở thượng lưu sông Dương Tử. Và chiều ngày hôm qua, Ủy ban Thủy lợi Sương Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc thông báo đại hồng thủy số 3 đã hình thành ở thượng nguồn và sẽ đổ về con đập Tam Hiệp với lưu lượng dòng chảy lên tới 75.000 mét khối trên giây, mức kỷ lục trong lịch sử mà Trung Quốc chưa bao giờ từng chứng kiến. Trước đó, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã điều động 2 sư đoàn công binh quân đội để cứu trợ, cứu nạn những người dân bị mắc kẹt bởi mưa lũ trong suốt những ngày vừa qua mà chưa có dấu hiệu chấm dứt. Theo tờ báo Tân Hoa Xã cho biết, mưa to đã ảnh hưởng tới cuộc sống của 5 triệu người ở thành phố Tứ Xuyên, gây thiệt hại nặng nề với nông nghiệp, vận tải, cơ sở hạ tầng. Hàng chục đoạn đường cao tốc bị gián đoạn và bị tê liệt bởi những trận mưa lũ làm cho đất nứt nẻ và đồi núi bị đánh sập, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 10 tỷ nhân dân tệ. Hôm qua, tờ báo Tân Hoa Xã còn cho biết lở đất kinh hoàng đã cắt ngang xa lộ của Trung Quốc. Tờ báo nêu chi tiết như sau. Sau nhiều ngày mưa tầm tã, tỉnh Cam Túc ở Tây Bắc của Trung Quốc vừa hứng chịu một trận lở đất kinh hoàng làm tê liệt một xa lộ trên địa bàn. Hiện nay, Sở Đường sắt thành phố Bắc Kinh đang giám sát chặt chẽ tình trạng các tuyến đường sắt, cắt cử nhân viên bảo trì trực 24/24 giờ để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, nó vẫn bị đình trệ và ra thông báo phong tỏa bởi không thể chịu được những trận mưa to đến rất to, càn quét trong những ngày vừa qua và không có dấu hiệu giảm nhiệt. Các nhà chức trách của Trung Quốc cảnh báo mưa lớn sẽ còn tiếp tục dội xuống nhiều khu vực thuộc tỉnh Tây Nam, Tây Bắc và Đông Bắc của nước này trong vòng 4 ngày tới, gây ra nguy cơ lũ lụt cao độ và gia tăng áp lực lên con đập lớn nhất Trung Quốc, nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập đã phát động cho con đập Tam Hiệp mở thêm 4 cửa xả nữa. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, con đập lớn nhất của thế giới đã mở tới 15 cửa xả và hoạt động 24/24 giờ để xả lũ. Mưa lũ liên tục càn quét và nếu như không còn đập xả lũ thì nhiều khả năng Trung Quốc sẽ bị nhấn chìm như là Biển Đông. Bộ Thủy lợi của Trung Quốc đã kêu gọi chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố phải chuẩn bị phương án nguy cơ xảy ra lũ lụt ở cấp cao nhất, đặc biệt dọc thượng nguồn sông Hoàng Hà, sông Mekong, sông Hoài. Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nhà nước Trung Quốc khuyến cáo các tỉnh cho tới Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Hồ Nam, Vũ Hán, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông, Quảng Tây tiếp tục phát đi cảnh báo lũ lụt ở cấp độ cao nhất. Trước đó, thì Cơ quan Phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung ương Trung Quốc cho biết mưa lớn đã buộc chính quyền ông Tập Cận Bình phải nâng mức độ cảnh báo thiên tai từ màu vàng lên màu cam, tức là mức độ cảnh báo rất cao. Theo hãng tin Phương Đông, thì tình hình mưa lớn tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt từ nay đến cuối tháng 8. Thậm chí sang đầu tháng 9, Trung Quốc còn hứng chịu những trận mưa to đến rất to và nhiều khả năng sạt lở, lũ quét, vòi rồng, sóng thần, động đất sẽ còn xuất hiện nhiều nơi đối với phía Trung Quốc. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng đã sơ tán khẩn cấp khoảng 40 triệu người dân của Trung Quốc ở vùng ngập lụt lên những đỉnh núi cao để tránh trú. Người ta cho biết một số người không chịu được đỉnh núi cao đã trốn sang nước ngoài, thậm chí vượt biên trái phép sang cả Việt Nam bất chấp dịch bệnh Covid đang lây lan một cách hết sức mãnh liệt. Tờ báo Phương Đông cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý Giao thông Đô thị của Bắc Kinh đã kích hoạt kế hoạch phản ứng khẩn cấp, cử nhân viên đến nạo vét một số hố thoát nước ở tất cả các tỉnh và thành phố. Mưa lớn còn tấn công nhiều thành phố khác như Hà Bắc, Giang Đông, làm cho các tỉnh thành này ngập chìm trong biển nước. Tại Bắc Kinh, các nhà chức trách khuyên người dân nên ở trong nhà và tránh trú ở nơi cao. Bởi vì quảng trường Thiên An Môn hiện tại đang bị ngập tới 2 mét, nhiều căn nhà cũng bị ngập tới nóc và khuyến cáo người dân phải hết sức cẩn trọng.
Kính thưa quý vị, có thể nói rằng tình hình mưa bão ở Trung Quốc đang có những diễn biến phức tạp. Các chuyên gia cho rằng trong một vài ngày tới, Trung Quốc còn hứng chịu nhiều đợt mưa nữa bởi vì đỉnh lũ của năm nay vẫn chưa đến. Khả năng nhiều tuyến đê bao của Trung Quốc tiếp tục sẽ bị vỡ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.